Hello, chào mừng các bạn trở lại với channel Văn Tùng, và đến với video clip Văn Tùng sẽ reaction một chút những cái phân tích của Levi về cặp trận giữa SGB và những người con xa xứ D2 Esports ở tại lượt về của vòng hỗn chiến, và để xem Levi sẽ nói gì về cặp trận này anh em nhé. Let's go. Ok, thì cái clip này hôm trước mình cũng đã reaction trực tiếp cái livestream của Levi ở trên livestream của mình rồi, nhưng mà hôm nay thì mình quên record, và ngày hôm nay thì với Levi cũng đã lên clip được tầm một ngày. Thì chắc cũng đã có view rồi nên là Văn Tùng vào xem là Levi sẽ nói gì xem lại anh em nhá. Anh Khánh ơi, phân tích giúp em trận G2 và SGB được không ạ? Ok, phân tích này anh em. Dạo này tôi không có xem giải nhiều, tôi cũng Công không nghiệp theo sát được cái quá. việc ban pick của Khánh ơi, những công nghiệp đội quá khác, Khánh những ơi. trận khác. Ừ, Cho nên anh cũng ở giai thế. đoạn ban pick thì tôi không có nói được nhiều. Ví dụ như kể cả con Nocturne thì tôi cũng không biết ban để làm gì này, G2 ban con Nocturne này, chắc là dạo gần đây IG đúng không? Đánh con Nocturne thành công là ban à, ban là phase 1 luôn, và con Lee Sin thì cũng ban của ban của BJ. Sợ Lee Sin của BJ à? Khá là thú vị. Bên này thì Lucian, Ahri, LeBlanc nhắm hết vào Caps, và thằng thầy đọc tên thì first pick Wukong, dễ hiểu thôi. SGB đáp trả quả Galio với cả Wayne, quả này chỉ có là bài thôi. Mặc dù Galio Phát kiệt anh em cái này đáp à. trả con Galio, Galio ở cái vòng Người Rumble con xa Slay này xứ. cũng là một vị tướng hot mà nhiều đội mà sẵn sàng phân tích con Galio này. Và con Gawain, Gawain cũng là một vị tướng hot và cũng nhiều đội sẵn sàng pick trước. Đây là đều là hai vị tướng đang hot ở cái vòng Rumble Stage mặc dù tôi không theo dõi, nhưng mà tôi cũng biết là hai vị tướng đang hot. Đáp trả con Gawain là con Vladimir. Xác định luôn là con Gawain đi top nên là tôi pick Vladimir luôn. Và Kai'Sa, Kai'Sa cũng là một vị tướng đang hot ở cái vòng Rumble Stage này. SKB pick lại NCA thôi, counter NCA đơn thuần. Counter Kai'Sa chứ. Và dưới thì ban Sylas với bò. Sylas thì nhắm vào Caps. Sylas thì có thể đi đường với Galio và khắc chế tốt A Galio. Khánh bên Bò Hàn rank gì rồi? mình không biết tắt tiếng của gì, anh em đừng đùn đây nhá, cảm ơn bạn nhiều. Và con bò, ban con bò thì tôi cũng không biết ban bò để làm gì, nhưng mà có thể là do ông Flaked này đánh nhiều và cái combo bò với cả Kai'Sa cũng ok chăng. Tại vì như bên SKB xác định pick cuối thì cũng không cần tốn một lượt ban bò để làm gì. Nếu là tôi thì tôi nghĩ vậy thôi. G2 thì ban lại Grave với cả Rakan. Và bên SGB có quân bài Aatrox được đưa ra để đối đầu Vladimir và đẩy Gawain đi rừng, thì đây là một lựa chọn mình nghĩ là hay. Tại vì mình cũng từng thử ở trong đấu tập, không phải trong đấu tập nữa mà là trong phòng tập thôi, mình thử dùng con Gawain để dọn dẹp quái rừng, thì mình cảm thấy là Gawain này nó có thể, nó vẫn có thể flex được và đưa vào trong khu vực rừng, nó vẫn rất là Được. ổn. Mặc dù mình SKB pick chưa có cơ hội 2 anh thể em ạ. hiện, nhưng mà mình vẫn nghĩ và mình vẫn tin là Gawain là một lựa chọn ổn ở Dấu khu vực đi tên rừng. Giúp 943 đã rescan 50.000 top đồng. có kèo cao tư. Chắc anh bùi tòi vui ve. Cảm ơn em. Giúp top có kèo đó cao tư. Và Aatrox với Vlad, tôi không biết là kèo này có phải là kèo cao tư không, nhưng mà nếu mà Hát Mẹ tự tin thì tôi nghĩ là đánh được. Cho Taki pick cuối, Taki pick Rheta Glass. Kèo này đầu Cũng trận là vẫn một thua vị anh em ạ. một lựa chọn tốt. Cao tơ nó phía nó. có tiếng. Laying out your early game, laying out your level one. You know, how do we want to play this out as soon as we Để see xem băng chủ the eSports phân tích như thế nào về entire trận team này nào kind anh em nào. of match up. And, Đoạn obviously đầu thì we have the chia swap ra there with dép. BJ being able to take up Hai the support Gwen. mỗi người cắm một con mắt ở bụi dưới. And it is going more so red or raptors. Extra Cái gì critical đây? really focus on those team fights so Fake cắm mắt we'll see đến từ Jankos. if there's any sort of extra early ward. He Nó không thực sự cần doesn't thiết trong cái trường hợp place the 1 phút trinket down 10 mà towards đi red vào fake cắm mắt. Một or là ông cắm mắt luôn, tại vì rừng raptors. bên kia không còn khả năng bê về và Sấy, đổi máy quét. sấy. Hai là ông khỏi vào. Bây giờ ông vừa vào bị cắm cắm mắt ở red, vừa bị đối phương kiểm soát được việc mình đi đâu mà vừa chả kiểm soát được việc đối phương. Vào fake thì cũng chả biết được nó đi đâu. Sấy luôn ra mặt cốt anh em ạ. Aatrox giúp rừng. Đây là một cái sự cần thiết đối với Gawain đi rừng. Gawain đi rừng là
một vị tướng mà giai đoạn đầu nó dọn dẹp cái rừng không đến nỗi tệ, nhưng mà mục tiêu của Ungolian chỉ là farm và không tránh giao tranh càng nhiều càng tốt ở giai đoạn đầu trận, cho nên là phải đẩy nhanh cái việc farm để tránh bị đối phương cướp rừng là cái thứ nhất, và có thể có đủ một cái lượng máu đủ tốt ra cua và có được một lợi thế về máu nhất định so với rừng đối phương, tại vì cái khả năng đánh nhau nó không thực sự mạnh. Ví dụ kiểu Gawain và Gokong ra ngoài đường mà hai con bằng nhau ấy, về máu, về kinh nghiệm á, là Gawain thua. Cho nên là phải có lợi thế thì mới dám ra ngoài đường mà gặp nó mà đánh được. Nhưng mà tình hình này thì cũng không có vấn đề cả. Tại vì thấy Gokong nó farm từ Red rồi, cho nên là Gawain cũng nhẹ nhàng thôi. Lia 6 bãi ra cua thì Gokong không có khả năng đi đường dưới nữa rồi. Trong khi bot còn đẩy nữa. Bot là B còn đẩy nữa nên cua dưới chắc chắn là của bên Binz rồi. Hợp lý. Cái thế của top á, mình không nhìn được cái thế của top như nào, nhưng mà ở tình huống này thì chắc chắn là chết. Tôi chỉnh lại cam và tôi đi dưới nha anh em. Băng trụ eSports bắt đầu phân tích này các bạn này. Thôi để trên nhỉ, cứ để đây ha. Nhìn cái thế là chết rồi, nhìn cái thế là chết rồi các bạn. Để từ đầu. Chưa cần liếm máu, chưa cần nhìn cái gì nha. Tôi không nhìn được cái thế lính của Aatrox như nào. Cho cam góc trở bên dưới, ôi anh em gọi cho cam góc trở bên dưới, tôi cho đây. Cho xuống chỗ hay cho. Tôi không nhìn được cái thế lính của hát mệt như nào, nhưng mà thế lính này, thế lính chắc chắn sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết, không có cửa nào sống cả. Giúp dừng level 1 đồng nghĩa việc ra lên chậm, đồng nghĩa việc mất kiểm soát khu vực đường của mình, đồng nghĩa việc Vladimir có quyền chơi trên cơ mà không sợ bị áp lực dừng gank. Có rất là nhiều cơ sở để Vladimir đẩy. Thường vào thế rồi. Thì mình nhìn thấy một cái quay to vào trụ thì mình thường xuyên nhắc kia ra bấm cái bình máu trước để khi mà vào trụ thì có full máu, có thể nào mà có một cơ hội đó nào đó nó outplay. Nhưng mà trong trường hợp này, cho dù Hazmat có bấm cái bình máu ở ngay lúc này, tức là khoảng 10 năm giây sau thì lúc mà Wukong đến nơi ấy, là Hazmat đã uống hết cái bình máu rồi và gọi là máu nhiều nhất có thể, thì tôi nghĩ vẫn sẽ chết, không sống nổi pha này là thế 100% chết rồi. Trừ khi bên kia là lỗi bỏ lính thì tôi nghĩ là nó khó cực kỳ, thế này bỏ lính cũng không được, không có cách nào ta. Thế này mà tôi nhìn tôi cũng chả thấy cách nào để sống cả. Lên đánh lính không được. Nếu mà level 2 mà nhìn ra tình huống này từ trước ấy thì tôi nghĩ cũng rất là khó để xử lý một pha sống được pha đấy. Tỷ lệ sống gần như là cực kỳ thấp. Ý Levi là level 2 bấm B về tay lên lại các bạn, xong full cây ấy. Không được à? Level 2 full cây vẫn chết đi. Gawain farm mà tôi đánh giá hơi chậm. What đó? Khoan đó. Ông xin lỗi anh em, Gawain farm bình thường. Gawain farm bình thường, không chậm, Gawain farm bình thường. Tôi tưởng là trừng phạt con Blue thì mới ra được như này, nhưng mà không phải trừng phạt cho con cua. Và Gawain này là Gawain tốc biến. Gawain thì thường có hai phương án, một là tốc biến, hai là tốc hành. Hai cái như nhau, chỉ là khác về lối chơi thôi, nhưng mà vì cái tốc biến mà tản rất nhiều tình huống bất ngờ. Như tình huống này nè. Đây là một cái thế mà không thằng rừng nào muốn thấy đối phương có được một cái thế như vậy. Tức là con Gawain nó farm 6 bãi, nó đi ra cua, xong nó ganh được một mạng, nó bê về kịp lúc để nó farm vòng rừng 2. Vâng phải. Vòng rừng như trong mơ anh em ạ. Thế này là thế hoàn hảo của một thằng đi rừng rồi. Và đặc biệt là với những cái tướng mà cần outscale, cần lượng trang bị và kinh nghiệm nhiều như Gawain thì đúng là một cái thế lý tưởng. Lý tưởng. Nhưng mà Jankos thì cũng đã làm hết sức rồi. Solo rừng và Liên băng trụ top thành công. Boss win này anh em này. Solo kill tốt đến từ vị trí của Taki với Sogol. Trận này lan linh của Sogol và Taki nhỉnh hơn bên kia nha. Một phần là đến từ kèo chất tướng counter. Một phần là hai em nó cũng hay đi. Nhưng mà đây là kèo chất tướng counter anh em ạ. Nautilus có cơ sở để lao lên cái pha đấy, tại vì Gokong đang lia xuống dưới thì Nautilus có vẻ ý đồ là muốn cấu máu và có thể thì cấu được spell để Gokong có cơ sở gank. Nhưng mà chết.
Kèo counter nặng quá mà đánh một pha là chết luôn, không 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 câu được cái gì á. Pha này lại chiếu nhỉ, ở đây đây. Con mắt của Tagamat kìa anh em ơi. Phế thật sự. Pha này Froggy diễn rồi. Diễn một cao tới là pha không nên mất thời gian như vậy. Pha này như là có mắt thấy Nautilus đi ra. Đấy, pha này là một pha nhỏ thôi. Mình quyết định rình dập để có một pha phản ganh, cũng là một ý tưởng tốt. Nhưng mà pha này cái thế lính vậy thì có thể kêu Galio không cần lên, đi farm luôn, đỡ mất thời gian. Đỡ mất khoảng 15 giây, mặc dù nó không nhiều nhưng mà nó là một bãi cóc chăng? Không biết là bãi cóc này tí bên gì có ăn không, nhưng mà nếu bãi cóc này bên gì không ăn thì đó là một bãi cóc. Ý lấy vì nó không nên mất thời gian cao tầng anh làm gì cả. Cặp boss có quá nhiều lợi thế nên ăn giống rất là dễ dàng nhanh nha. Bên gì quay lại và ăn cóc nè. Into the game, though Zaya is one of the more difficult AD carries to dive. There's been very good. Other than that, I'm waiting to see what Gwen is going to do when she's not. Tôi đang cố gắng nhìn và sâu chuỗi xem là liệu cái pha đi ra ngoài cam ở mid level 5 có phải là pha mà làm mất sứ giả của SRB hay không. It's still very straightforward. Similar Gwen things. It's just that you rely on your laners to have that CC and the setup for a lot of your ganks. Like you're saying, you can't force as many. Once you get level 6 and you've got your ultimate, then you become really threatening though. And so for Bean Jay, why it was so big for him to get that early kill like that, but usually the không cắt được back về của Hazmat rồi. Doesn't have that big of an impact. Sứ giả giờ mới ra. Very efficient early stop in there to mid lane to get that money and không phải. Build path here accelerated. But for G2, không level 5 vừa nãy thì cũng không có vấn đề xảy ra cả. They've got a control ward on it, and since the Buffalo have committed two members to stay bottom, they should for sure. Pha hay của. It's only really counting how many turret plates do you get. Tôi nghĩ là pha hay của cặp bot bên phía G2. Tức là nó hay không phải là cái chuyện là bê về hay gì. Tức là cái khúc này nè. Bê về không nào, ta không là vừa bê về xong này, hình như là để bị lộ này, bê về để bị lộ này. Nó hay là cái chuyện Nautilus không nhấp ra con sứ giả nha. Nautilus đi thẳng xuống dưới, tại vì Nautilus biết là chỉ cần Nautilus không xuất hiện thì bên SKB sẽ không dám ra đánh nhau sứ giả. Và đánh nhau thì nó cũng không có nhiều cơ sở để chiến thắng. Nhưng mà đối với điều kiện chỉ cần Nautilus không xuất hiện thì bên SKB sẽ không thể nào mà dám ra được. Cho nên là Nautilus đi thẳng xuống dưới chứ không có mất thời gian nhấp ra sứ giả rồi đi xuống dưới sau. Thường thường thì sẽ là những con support biến về và nhấp ra sứ giả trước, sau đó thấy đối phương không ra thì mới đi xuống dưới. Như pha này thì đoán được ý đồ của đối phương là đối phương sẽ không dám ra nên là đi xuống dưới luôn. Và dù vậy thì vẫn thua rất là nặng, đường boss solo kill xong rồi kéo chết tướng đã thua rồi, còn bị solo kill thì làm gì có cái gì gỡ được. Mid thì là mid farm băng trụ luôn. Ôi. Galio xong R Binz nhở? Đúng, Galio giờ R và Binz nó tạo ra cái thế băng trụ ngon hơn anh em ạ. Froggy xử lý quả nó hơi bị cồng kềnh một tí xong chết luôn, mất flash luôn. Pha này vẫn lời anh em nhé. Flash đúng kiểu người có xa xứ luôn. Wow. Cái xa chết còn full pel luôn. Ôi chính xác pha này nhiều lúc ạ. Đối với cái trường hợp cái dịch chuyển ở phiên bản những phiên bản trước ấy là nó thay đổi theo từng cấp độ thì tôi không nói. Lúc đấy thì cái việc tính toán nó trở nên rất là khó khi mà thay đổi theo từng cấp độ. Nhưng mà ở phiên bản này thì nó thay đổi theo mốc thời gian. Nó thay đổi theo mốc thời gian cho nên là đến phút thứ 14 cái dịch chuyển nó mới giảm thời gian. Cái pha này thằng Cap còn đúng vài giây nữa là dịch chuyển rồi. Nó đã kịp là mệt đó. Sớm 5 giây là pha này là một pha thua của SKB. Mệt. Nhưng mà kiểu cái thời gian hồi dịch chuyển của Cap đúng kiểu perfect đó, là kiểu Giao Tranh vừa thấy cái dấu hiệu là không thể nào bắt kịp SKB nữa. Thì Cap mới hồi dịch chuyển. Cho nên là Cap quyết định ở lại đường giữa luôn. Nhưng mà phần này không biết là SKB tính toán hay là do cũng một chút may mắn, nhưng mà nếu tính toán thì hay thật. Và nếu mà nó chỉ là may mắn thôi thì đánh phần này cũng đúng, tại vì đánh được phần này câu dịch chuyển cũng được luôn.
Nếu có hai trường hợp có thể ra thì trường hợp nào bên SKB cũng đúng cả. Ý là vì là trường hợp đầu, nếu mà Cap có dịch chuyển thì đánh, nếu nó dịch chuyển thì bỏ, không đánh nữa, không đánh nữa. Hay từ Sogu nữa. Bó được hai mạng chết hay. Thì như là hơi hơi phí, và tôi nghĩ là làm tốt hơn thì không chết hai mạng đâu. Ừ. Không chết hai mạng kia đâu, nhưng mà giờ thành công rồi. Ông AD của G2 trận này như kiểu bị tâm lý ấy. Em thấy đi đường thua nặng không? 64-91 lính. Xong rồi bin dây tốc biến thì không thể nào tốc biến phản xạ được. Trời, tâm lý rồi, tâm lý nặng. Look at the start of this dive. So they were not an ultimate to keep Targamas decently close, but then just tank tốt đến từ vị trí của Taki, đổi mục tiêu không tốt đến từ Sogun. Taki không kịp tốc biến. Galio. Đó là một pha mà quyết định đúng, nhưng mà đánh đẹp hơn thì sẽ mất ít người hơn. Chứ vẫn là một pha lời. Vẫn là băng trụ eSports ngồi phân tích mấy pha băng trụ anh em ạ. Không, Khánh lại ăn được cái trụ bot rồi là cặp Saya với cả Reata Glass ra đường giữa đẩy quài luôn. Nhưng mà bị một cái là Anivia nó sẽ luôn luôn dead được lính. Thậm chí ở thời điểm hiện tại Anivia lên đẩy luôn. Không phải là vào thế dead lính nữa mà thế đẩy luôn. Ừ. Vì chất tướng, nếu mà bỏ một con tướng khác không phải là con Anivia ấy, mất mít rồi. Thì tôi nghĩ cái trận này Snowball rất là dễ. Ăn trụ phút thứ 9 mà đi ra mid AD cung phong linh đẩy đường liên tục, làm sao mà đỡ được? Vì con xa xứ là Anivia nó dead được, nó đẩy được, nhưng mà vẫn có lợi thế của việc lấy được trụ bot nha anh em ơi. AD lên đẩy không có trụ sau lưng thì chết rất dễ. Ừ. Mà dù pha này thì tôi nghĩ là có quyền làm như vậy, có quyền làm như vậy, chết thì chết cũng được, câu thời gian, câu nhiều thứ khác cho anh em làm việc. Ừ. Quá tự tin từ Cap, chết là đúng. Chết là đúng rồi. Không flash sớm lách cái gì. Cap tên tiếng Việt là gì anh em? Sobin Hoàng Cap. Người có chai xa xứ. Tự tin né chiêu của Taki, không né được. Trúng chiêu rồi tốc biến xong chết. Đặt cho một cái tên Việt Nam thôi. Ôi, đến từ vị trí của cái Broken Bed. Đang bảo là cây kiếm mẻ. Jankos đánh kiểu gì đây? Phần này Haska đánh ẩu đấy chứ. Đơn giản thôi, băng trụ đơn giản thôi. Vô công tầm này cũng khỏe và A-Shot thì quá yếu. Nhưng mà có một chi tiết anh em thấy không? Jankos cũng giống như tôi. Và có lẽ là cũng giống như những người đi rừng khác, chưa thuần thục vị tướng vô công. Ok, sấy ăn cốt luôn. Bình thường gặp mấy thằng bom trang vô công á, là khi mà nó R2 á, khi mà nó đặt đồng W chứ, không bao giờ nó bỏ cái R ra. Nhưng mà những người mà bỏ cái R ra, sau đó dùng W ấy, thì thường thường là chưa thuần thục vị tướng vô công. Ừ, chưa mắc binh. Tại vì nhỏ con vô công là con tướng có thể W khi mà đang xoáy này, tướng W luôn được. Nhưng mà Jankos là bỏ ra nha. Đây là cái dấu hiệu cho thấy cái việc mà chưa thuần thục vị tướng vô công. Và tôi cũng vậy, tôi cũng bị cái này. Nên tôi biết là đấy là cái dấu hiệu cho thấy là mình mới đánh con vô công, mình đánh chưa hay con vị tướng này. Cái này thì nó không liên quan đến trận đấu cả, chỉ là một cái chi tiết vui vui thôi. Nói chung là gian cốt không biết chết cậu không. Thời điểm hiện tại thì Gowen khỏe lắm rồi. Cái điều kiện thắng của bên SKB đang được đảm bảo. Hai mũi nhọn cực kỳ khỏe. Aatrox thì mặc dù thua nhưng mà tôi nghĩ giai đoạn về sau thì vẫn ổn thôi, với lối lên trang bị như là hát mẹ tăng lên kháng phép thì con Vladimir cũng không áp lực được nhiều. Cái này Hasman vẫn khỏe anh em ạ, chất tướng nó vẫn khỏe vì mấy G2 không lên hơn giảm hồi máu ấy. Aatrox hút máu lỗi này tôi nghĩ đang vào cái điều kiện thắng của SKB nhá. Ừ. Khúc này là khúc lưng chừng rồi, khúc mà đã có cái sự chia lẻ đường nhất định rồi. Thực ra là 2 phút nữa thì mất khiên trụ thì nó rõ ràng hơn. Ừ. Nhưng mà khúc này cũng đã là một chút rồi. Khi mà hai đường cánh thì nó cũng tách ra và bắt đầu đi lẻ nhiều hơn. Sau đó thì AD support đi chung với nhau để lấy những mục tiêu và thậm chí là dừng đi theo AD support luôn. Thì lúc này bên SKB sẽ có lợi thế với cái dịch chuyển của Hasmet, tí nữa sẽ có lợi thế nha. Ừ.
dịch chuyển của Hazmat cộng với bên G2 không có dịch chuyển. Và cái việc AD support thì cứ đi chung với nhau, mà Vladimir đi đẩy lẻ một cái là bên NKB có thể ép đánh hoặc là ép lấy trụ, mà bên kia không có khả năng dép, tại vì chim băng bây giờ dép là một cánh thôi. Chim băng ra mid thì ai đã top, chim băng lên top thì ai đã mid, kiểu kiểu như vậy. Và khi mà di chuyển thì bên SKB sẽ là bên di chuyển trước, tại vì mình có thể chủ động mà. Mình đẩy lính cái là mình đi liền luôn. Và đặc biệt là ông AD của bên G2 thì trận này là cái trận mà cần phải xanh. Khá là quan trọng. Tại vì là một cái mũi nhọn, một cái sát thương chủ lực AD mà lại thọt. Bên G2 thì mid top đều là AP mà đều là những vị tướng mà DPS. Những vị tướng không phải là vị tướng dồn đam, vị tướng đánh từ từ. Và cũng là những vị tướng là cần đẩy lẻ, cần đối đầu, cần đi đường. Như con Vlad thì cần phải đối đầu với con Aatrox, mà bây giờ con Aatrox nó thoải mái lên đồ rồi. Tầm này AD yếu quá thì bây giờ nó cứ đóng cái truy gai vào thì rất là khó chết. Và bên SKB thì cũng bắt đầu sử dụng lấy kháng phép hết rồi. AD thọt để lại hai cái mũi nhọn đam thành đam AP hết, cho nên là dễ lên đầu hơn cho SKB nha. Cứ lên kháng phép thôi, tại vì AD yếu quá rồi. Vũ công thì nó cũng là đam AD nhưng mà nó khó cái sát thương, tại vì dù sao thì nó vẫn là một vị tướng tay ngắn. Đi rừng thì nó không có nhiều tiền bằng đi lane. Không nói pin dây nha, đang nói con vũ công thôi. Mà dù đang ba xác này thôi nhưng mà nhìn tiền thì làm sao mà so sánh được với D-Land đâu. Farm ít mà. Mấy cái nhỏ nhỏ này, mấy cái thủ người ta tí nữa thì hay nó hơn. Càng ngày càng cách biệt hơn cái lượng tiền của người đi rừng với người D-Land. Ở những team như thế giới thì thông thường là như vậy. Còn Việt Nam thì thường thường những người đi rừng rất là xanh. Lý do vì sao? Vì những người đi rừng ăn nhiều, ăn mảng và ăn lính. Khánh cứ ra đường trên thế giới hết thôi. Như những trận như này thì cần xanh, nhưng mà cuối cùng thì vẫn sẽ thọt thôi. Cái tài nguyên cho rừng nó không nhiều, một tài nguyên cho lane thôi anh em ạ. Tài nguyên thì team mình ăn mà. Đi rừng team mình cứ me cướp chim, cướp sói, cướp vét, cướp blue làm sao mà xanh được. Chủ động giao tranh luôn khi mà Foggy đang di chuyển xuống dưới. Là cơ bản thôi anh em ạ, khi mà có hơn người thì cứ tự tiêm và đánh bên kia mà trả sát thương lại thì Galio R và La không thể nào mà bắt kịp được giao tranh. Và La không tăng lane anh em ạ. Những cái thế trận kiểu này á thì tôi nghĩ G2 bây giờ nếu mà AD không đẩy được boss á là chui hết lên top luôn. Tôi nghĩ những cái chuyện mà bắt được người hay không nó có thể là hên xui, nhưng mà mình đứng ở mid mình cũng chả làm gì cả, mình phải cố gắng tìm cơ hội mặc dù mình biết là khó. AD support đi lên top luôn, lên top tìm cơ hội chứ ở mid như farm vừa rồi cũng chết rồi anh em ơi. Nó vào thế mà không biết phải làm gì, cứ loanh quanh ở mid thì kiểu mình di chuyển theo kiểu vô định á, mình không có mục tiêu, không có chiến thuật gì cả, mình dễ bị bắt lẻ. Tôi dừng khi mà tôi bị cướp bãi quái rừng ấy, đến từ những người đồng đội của tôi ấy. Blue thì nhường mid, red thì nhường AD, ông top cướp bãi đá, AD đẩy mid xong ra cướp thêm bãi chim, thằng rừng không biết đi đâu cả, kiểu gì cũng đi chết. Đấy là trường hợp của Tagamat vừa xảy ra. Cực kỳ hay gặp. Những người đi rừng mà họ đi chết ấy, anh em đừng bảo là họ bị bắt lẻ, họ ngu. Họ không biết đi đâu cả, bãi quái rừng hết sạch rồi. Tagamat không biết đi đâu cả trong tình huống vừa rồi nên là chết thôi. Từ từ, tôi nói lúc cái pha vừa rồi. Tại vì cái chuyện anh em biết không, chơi game á, cái vấn đề của những người mà không biết làm gì ấy sẽ có những khoảng thời gian trong game không biết gì làm mà bạn chả có việc gì phải làm cả. Như Tagamat vừa rồi là y chang một cái ví dụ điển hình của việc không có gì phải để làm cả. Mà không có gì để làm thì mình phải làm gì? Mình đừng làm gì cả. Mình đang nói là mình đang nói Tagamat ơi, mình đang nói là Tagamat là support đúng. Mình nói cái chuyện Tagamat lúc nãy để mình tua lại cho anh em coi. Để cho anh em rõ. Đây. Đúng không? Mang tiếng là đi kiểm soát nhưng mà về cơ bản là không có gì để làm rồi. Tại vì team địch thì đông người hơn. AD team mình thì không thấy đâu cả. Top team mình thì không có TP. Đây là vào cái thế mà không có gì để làm rồi. Mình không nói là ở tình huống này là người đi rừng không có gì để làm, nhưng mà tình huống này là support không có gì để làm. Và nhiều tình huống khác thì rừng không có gì để làm,
Nhưng những cái tình huống mà mình không có gì để làm ấy, thì điều tốt nhất mà mình có thể làm là gì? Là Tự đừng làm làm gì cả. gì? Đúng chưa? Là đứng trong trụ. Áp cao luôn. Áp cao luôn. Một là bạn tìm kiếm việc đúng đắn để làm. Đúng đắn là bây giờ làm cái gì? Có thể đi ăn top bắt Galio mặc dù nó khó. Đừng làm gì cả. Tôi là cái thằng mắc cái lỗi này rất nhiều. Nên tôi hiểu. Khi mà không cảm thấy không có làm được cái gì, đừng làm gì cả, đứng AFK. Và vấn đề một thằng game thủ chơi game, thằng nào AFK? Thằng nào đánh giải AFK? Vẫn phải chạy vòng Đúng vòng không? làm cái gì đó Chuột mình bấm liên tục. hả? Bàn phím mình dùng chơi mình bấm liên tục. Cái mồm mình giao tiếp với đồng đội liên tục. Chả lẽ bắt mình AFK? Không được. Phải làm một cái gì đấy. Ra thấy con mắt, ra đây con mắt cho vui mày. Lại bắt đầu nhét chữ Khánh, lại bắt đầu nhét Nha. chữ Khánh Phát ơi. Này nha. Thằng Cáp sao? Ôi, nó đánh tao, nó đánh tao, nó đánh tao, nó đánh tao. Tại sao nó nhìn thấy tao ở đây? Nó có mắt đây mày, nó có mắt đây mày, nó đánh tao, lao lên nó đánh tao, tao ping có mắt ở đây. Tao ping có mắt ở đây, mắt ở đây support rồi. Trong khi tao bị đánh chạy về. Là tao mất quyền kiểm soát khu vực này rồi. Support mắt đâu, mắt đâu, mắt đâu, mắt đâu. Đây hả? Tao phá cho. Ôi chết mẹ, nó đánh tao luôn mày ơi. Không phá được mày ơi. Ôi ôi chết tao luôn rồi, mất tốc biến chết luôn. Nhất chữ ác anh em. Trong khi thằng ở trên top thì nó gào thét Galio di chuyển, Galio di chuyển. Tao không có TP nha. Galio nó rờ được đó. Tao support thì lúc đấy không có gì để làm rồi thì ra phá cái mắt thôi. Nè pha này nè. À pha này là muốn giao tranh chứ không phải không có gì để làm. Pha này có gì để làm, pha này có gì để làm. Pha này muốn giao tranh nhưng mà cùng thì ăn được con thứ giả. Mất con thứ giả đúng. Và cũng không có nhiều cơ sở giao tranh khi mà thằng AD ở dưới rồi. AD nói là ấy chắc là lên cho mày. Tao đang giữ lính ở dưới á. Thế thôi lên về không đánh nhau. Pha này mà không có gì để làm mà lao vào đánh nhau thì có phải là thua thằng ấy chắc không? Lại thua. Pha này R2 đến từ vị trí của Taki. Đó là một pha R để chạy. Thank you VA. Nó không phải là R để đánh. Thank you VA. Nó là R để lấy trụ và chạy, một pha R2. Tại vì như bên G2 nhìn là biết là chuẩn bị đỡ Gwen hết cái xương lăng bất bại, cái W là lao lên đánh liền. Mà vừa hết cái vừa mất cái trụ cái Taki R luôn. Một pha R2, nếu mà không có pha R này thì bên SKV có thể sẽ đặt mà bản thân đặt đồng đội vào tình huống nguy hiểm. Nhưng mà R2 là ăn trụ và lui về thôi. Chắc hợp đồng Taki cái nhờ. Những pha như vậy là pha R2 anh em, không phải là R để đánh đâu. Những pha R đánh nhiều khi là quá rõ rồi, anh em biết. Lao đánh tụi bay, lao đánh tụi bay, R, R luôn đánh luôn. Là dễ quá. Những cái pha R về, mình nghĩ là nó khó hơn R đánh một xíu. Nó khó để nhìn ra hơn và nó không khó để làm, nhưng mà nó khó để nhìn ra hơn. Và thấy góc nhìn của một game thủ chuyên nghiệp, người ta phân tích trận đấu. Có những pha R để mở để đánh ấy, thì nó dễ để nhìn ra hơn. Còn để làm thì hai cái nó tương tự nhau thôi. Có thể là để mở đánh thì làm đẹp thì nó khó hơn xíu thôi. Tại vì nó là kiểu mình mở để đánh á, nó không có giới hạn về độ đẹp. Bạn có thể rờ chúng 5 thằng, lao lên đánh một pha giao tranh không chết ai, đẹp vãi đái. Bạn có thể rờ chúng 3 thằng. Từ từ, mình đang nói về cái R, mình có nên nói về cái R tiếp không? Nói về hai cái chuyện mở đánh và mở lùi đi. Mở đánh thì bạn rờ chúng 5 thằng, lao lên đánh không chết ai, đẹp vãi đái. Bạn rờ chúng 3 thằng, lao lên đánh chết một thằng, uầy đẹp gần vãi đái. Bạn rờ chúng 2 thằng, lao lên đánh chết 2 thằng, uầy bạn rờ đẹp thế. Nó không có giới hạn, giới hạn của nó là chúng 5 thằng. Nhưng mà cái chuyện R lùi ấy, nó có giới hạn. Vixen đã rescan 10.000 đồng. Cái chuyện R để lùi nó có giới hạn, tại vì mình rờ chúng 5 thằng hay rờ chúng một thằng ấy, nó đều như nhau. Thậm chí rờ chúng 5 thằng nhiều khi làm team 4 quay lại đánh và chết. Nên là nó là như vậy. Phải mở quyết đoán nha anh em ơi, thấy có Vlad dưới bot và có tận dụng cơ hội 4v5 trong khoảng thời gian 5 giây và mở luôn. Vladimir ở kia đánh hai thằng. Galio rờ qua, Hamed cũng quẩy bạn. À trong nó hồi máu điểm. Hamed nó quẩy. Má quả Q2 chúng hai thằng đậm đau vậy đấy. Đợi team đến thành công và Vladimir chỉ câu một giờ thôi chứ không chết được ai. Và Vladimir đã làm quá tốt rồi nhưng mà đồng đội bên đây thì Aatrox cũng làm tốt không kém. Cho nên là SKB ra tranh thắng pha này. Như hôm nay mình nói thì bên SKB cũng đã dùng dịch lên khám phép rồi.
Fox ghi lên cái mảnh kháng phép luôn. So terrifying for G2. We'll get a replay, I'm sure, but the start of that fight is just them running and burning all of their cooldowns. Thôi, đã thấy con Vlad bot thật anh em à. Sau đó mình nhanh. Có một cái thắc mắc nhỏ. Ở cái việc Bin J lên Ngọc Quên Lãng. Thì như mình thấy nha, Bin J lên Ngọc Quên Lãng ở đây á, hình như lên từ lúc nãy rồi. Nhưng mà như mình thấy á, trong cái team SKB này, thì ai đang cần phải lên giảm hồi máu? Đó, Levi sẽ phân tích những cái này cho các bạn xem nhé. Levi sẽ phân tích cho các bạn. Thể, nếu mà Aatrox xanh ấy, thì Aatrox có thể lên. Tức là sẽ có 3 thằng mà mình nghĩ có khả năng lên giảm hồi máu, đó là top, mid và support. AD với rừng là không nên lên đồ giảm hồi máu, tại vì hai vị trí kiểu carry quan trọng, hai vị tướng cần đồ, Gawain với cả AD thì bây giờ là AD không ai lên giảm mạch máu rồi, nhưng mà Gawain là một vị tướng mà rất là cần đồ và cần lên những món đồ chính và đắt tiền, như kiểu nếu mà lên theo kiểu này mà không lên cái Nanga So thì phải lên vũ trụ hoặc là lên cái mũ mà đốt máu ấy, sau lên đồng hồ. Nên cái 800 của cái Ngọc Quên Lãng này nó vừa làm cho chậm đồ, nó vừa làm cho mất slot, mất tím, nên mình nghĩ là không cần thiết. Và khi mà giao tranh ấy, tại vì con Gawain đi rừng mà nó hầu như là chỉ giao tranh thôi chứ nó không có đánh nhau 1v1 như con Aatrox. Và khi mà giao tranh thì con Gawain cũng là một vị tướng mà không phải là có thể áp dụng cái hiệu ứng giảm hồi máu lên quá nhiều người. Tại vì nó là tướng tay ngắn, nó không thể nào mà gây sát thương một phát 5 thằng được. Còn support nếu mà có thể lên cái đồ giảm hồi máu đồ xịn á, là boost E cái cho team mình là giảm hồi máu vừa xịn được 60%. Cái Ngọc Quên Lãng chỉ được 40% mà thôi. Thì 60% nó nhiều hơn rất là nhiều. Mấy cái này tiểu tiết thôi các bạn. Hoặc là có thể lên. Foggy là Galio thì không cần quá nhiều đồ. Và nhưng mà có phân tích khả năng rất là gây hiệu ứng giảm hồi máu lên nhiều người hơn là con Gawain. Và cũng là một vị tướng support nữa. Tôi nghĩ là nếu trận này đẹp thì Foggy sẽ lên cái Ngọc Quên Lãng trước để có hiệu ứng giảm hồi máu trước. Và Taki sẽ hoàn thành cái món đồ giảm hồi máu của support để có giảm hồi máu về giao tranh giai đoạn sau thì đẹp nhất. Bin J lên thì nó không hợp lý lắm. Mặc dù xanh lên win thì cũng không có gì cả. Nó là pha nhỏ thôi nhưng mà trong nhiều trận đấu nó sẽ là quan trọng đấy. Giờ hụt nhưng mà đồng hồ hay. Hấp mẹ chặt trong hồi máu kìa. Phải mướt. Mặc dù hấp mẹ đang không hai sao nhá. Mặc giao tranh pha này hấp mẹ làm hết. Vì Zichu Esports không ai lên giảm hồi máu anh em ạ. Ít nhất là SGB có người lên. Mấy người hai không nào lên luôn. Chắc là bị thọt đồ quá. Aatrox thọt thế mà gây 3.900 đam, hãm mệt gần 4.000 sát thương. Gấp đôi AD team mình. Giai đoạn này thì cái thế trận của SKB đánh càng dễ hơn khi mà hãm mệt đã có thêm một ít trang bị. Bên G2 thì vì chất tướng, vì kèo chất tướng ở giai đoạn đường trên nên không thể nào lấy được phép bổ trợ dịch chuyển. Cho nên là giai đoạn mà đã bị mất lợi thế từ việc đi đường 1v1 rồi, tức là bạn không thể nào mà đẩy lính sau đó di chuyển cho team, thì cái việc không có di chuyển nó rất là nặng. Lúc đấy team có thể bị ép đánh bất cứ lúc nào. Và khi mà thiếu người thì team cũng không có khả năng phòng thủ trụ. Rồi ngày ếch hên vãi đái vậy, nó không quay bao nhiêu máu. 10 máu là vài giây sau rồi, không ấy còn tầm 5 máu. Ý Levi là đang cái dịch chuyển ở trong chuyên nghiệp rất quan trọng. Nãy Broken Bed có siêu quan trọng nhỉ? Không để ý nữa nhưng mà hên. Anh là chủ top nhờ pha chạy trốn thành công. Giữ được chữ bot nhờ pha chạy trốn thành công chứ. Anh là chủ top là do bên kia súng bắt. Mất cú phong linh. Cú phong linh luôn. Đây sau cú farm mượt ha. Bấm nhầm farm. Ở dạng đi đường nó farm nhiều hơn nhiều rồi. Bây giờ đang có 230 chỉ số linh. Ào farm ác em ạ. Quyết định bê về luôn mà không cướp bãi chim của một không cướp bãi chim của rừng. Quả là một người AD
tốt bụng. Frankenstein nhá. Mấy cái bãi chim này dễ mất lắm. Tại cướp hỏi anh Khánh khóc kìa. Nhưng BJ thì đi ra đẩy đường hộ AD luôn. Mình nghĩ là không cần thiết lắm. Giai đoạn này thì AD vẫn ra kịp rồi. Đẩy đường luôn luôn là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà giai đoạn này thì không cần thiết. Đổi bãi thì lỗ nha anh em. Đổi bãi thì lỗ. AD ăn bãi rừng sẽ không được bonus kinh nghiệm. Còn rừng ăn thì sẽ được. Đổi bãi thì quên là lỗ. Còn AD ăn bãi quái rừng thì lỗ. Không nhiều đâu. Aatrox thậm chí đã có suy gai rồi. Tôi không biết kèo này như nào nhưng mà đi đường thì tôi nghĩ là Aatrox không thắng thì cũng đẩy được. Hoặc là không đẩy được thì cũng không bị đẩy. Tức là sẽ giữ lính ở vị trí hòa và tận dụng cái TP để giúp team có nhiều góc độ mở ra tranh hơn cũng như là nhiều góc độ ép đánh hơn. Tại mày Broken Base kiểu anh em nhìn nãy không? Con Vlad này muốn đi ra mid để đánh nhá. Em nhìn con Vlad tôi không chỉ chuyển vào được tại vì nó lên cái tab. Muốn đi ra mid lại đi xuống dưới, tại vì Diamond không có cơ hội để đánh. Vị tướng đi mà vị tướng để mở giao tranh thì có đấy, nhưng mà SKB có quá nhiều vị tướng để cover. Reta Glass có W, có R để cover, Galio có R để cover và Gawain có W nên là cái việc mở giao tranh nó cực kỳ khó. À trong hút báo ác anh em ạ. Phát này cả hai team để phản xạ có vấn đề. Cái pha này tôi không biết Hazmat có tung ra cú côn nào không. Nhưng mà tôi chỉ cần Hazmat. Và tôi nghĩ Hazmat sẽ làm cái việc đấy. Đó là Hazmat tức là cái pha này nha. Cái pha mà con Vladimir nó châm cái thiêu đốt á. Là Hazmat có thể nói á. Đơn giản thôi. Nè pha này. Châm cái thiêu đốt không? Không, không cần châm. Pha rờ thiêu đốt ở đó. Không phải là không phải là Hazmat nói. Ê, nó bắt tao dưới bot nào. Nó bắt tao dưới bot nào. Đủ nha. Đủ ý luôn. Không cần phải nói gì thêm. Nó bắt tao dưới bot nè. Ừ. Và bốn thằng còn lại sẽ là những thằng đưa ra quyết định. Ừ. Amaran tụi bay. Remit tụi bay. Để top tụi bay. Ừ. Làm gì đó tụi bay. Cái này mình nói nhiều rồi ạ. Nhưng mà tôi giả sử tình huống này Hazmat là sẽ là đứa nói. Ê, nó bắt tao dưới bot nè. Anh em nhìn ba bốn thằng kia không? Từ pha này đó nha. Là... ba thằng kia làm gì đây? Bốn thằng kia phá mắt một xíu này, Galio E lại ra mid này, phá mắt clear mắt của bên rừng, AD biến về, súp vào biến về, rừng biến về, AD đi mid, rừng quay lại. À ha, pha này là pha có bước ngoặt, có bước ngoặt, có những cú côn ở đây, có những cú côn ở đây. Ai là người đưa cú côn này tôi không biết, nhưng mà sẽ có một thằng nào đó nói. Ê, Baron tụi bay! Bắt thằng B lâu quá kìa, thằng B câu quá kìa, nó bắt Baron tụi bay. Tao cũng cùng cả đám này quay lại Baron. Ra quyết định hơi trễ. Hơi trễ, không, cái này thì... cái này thì... cái đợt mà mình bắt đầu làm phân tích, mình bắt đầu làm clip phân tích các thứ, mình cũng nói nhiều về vấn đề côn team rồi. Là mình reaction các cái mic check của các cái team ở tại VSET, mình cũng nói nhiều rồi. Tức là côn team nó sẽ có nhiều level khác nhau. Đối với những người đủ khả năng như Levi thì nó sẽ côn và nó côn to action luôn, tức là côn làm được cái gì luôn. Ví dụ như pha này Levi, ví dụ Levi nó sẽ là thằng côn, nó sẽ côn Baron luôn. Ăn hay không thì nó sẽ được quyết định và nó sẽ chịu trách nhiệm với quyết định đấy. Và nó là đứa có đủ kinh nghiệm để đưa ra quyết định một cách gọi là chuẩn xác nhất, tức là 10 lần thì cũng phải có tới 3-4 lần sai. Nhưng mà tỷ lệ thành công của nó sẽ rất là cao nhờ cái kinh nghiệm của nó. Còn ví dụ như pha này Hazmat trong vai trò đường trên hiện tại thì không có đủ thông tin thì chỉ cần đưa ra thông tin ở đây là gì. Ví dụ như Kia hay Kia trong team của Ga cũng vậy. Chỉ cần đưa ra quyết định là gì. À, nó bắt ta thông tin như vậy thôi, còn người quyết định sẽ là Levi trong team. Hay là ví dụ pha này Hazmat nó côn như vậy thì bốn đứa còn lại sẽ tự nhìn vào tình huống để có thể đưa ra thông tin, bởi vì Hazmat đang bận xử lý kỹ năng. Hazmat đang bận PK 1v1, nó đang bận điều EQ tùm lum của nó hết. Nó sẽ không có đủ khả năng để có thể nhìn map xem là đang có những gì diễn ra để đưa ra một quyết định nó chính xác nhất. Đây là những cái cấp độ của việc côn team. Ví dụ như Hazmat vừa rồi nó chỉ là được đưa thông tin, còn quyết định sẽ là người khác. Còn quyết định của phía SKB thì các bạn thấy là Levi đã có replay rồi. Nó bị chậm hơn so với cái tình huống đánh nhau đường dưới rất là nhiều. Và đây là một cái mà nhiều đội hiện tại vẫn đang mắc phải, kể cả GAM chứ không riêng gì bên phía SKB cả. Tức là ở đẳng cấp càng cao thì cái tình huống họ phản xạ lại những biến số trên bản đồ nó càng nhanh. Cái này thì đợt phân tích LCK thì mình cũng đã nhấn mạnh rồi. T1 là một team phản xạ rất nhanh.
Với những biến số đang diễn ra trên bản đồ, chỉ cần đứng trên đánh nhau tầm 2 giây thì đường giữa bắt đầu có dục dịch di chuyển, hoặc là thậm chí đánh nhau tầm 1 giây thôi là mid bắt đầu dịch chuyển tele rồi. Hay là những trận đấu ở đẳng cấp cao bạn sẽ thấy là đánh nhau một phát thôi, cái ngày xưa lúc mà tele nó chưa bị giới hạn thời gian tele và lính các bạn. Chỉ cần bot phát động một pha tấn công thôi là tele ở hai đường đơn nó ngay lập tức nó nhá xuống dưới luôn, nó thành ra một thế 5 vs 5 ở ngay tức cấp độ 2, cấp độ 3 ở bot luôn. Tức là ở đẳng cấp cao của các team lớn người ta sẽ phản xạ cực kỳ nhanh với điều đấy. Còn các cái team trẻ hoặc là các team mới hoặc là team yếu hơn một chút thì họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để phản xạ lại những cái gì đưa ra. Họ mất thời gian trong việc là thứ nhất là để ý thông tin trên bản đồ. Cái thứ hai là mất thời gian trong việc đưa ra quyết định làm sao cho nó dứt khoát, làm sao cho nó ngay lập tức, làm sao cho tối ưu nhất tại thời điểm đó. Còn với PSGB thì pha này đúng là hơi chậm một chút. There's the ulti, they're flashing away, the taunt coming off Galio as well, but all the major CC is gone, baby. Just thế có đủ cơ sở và tài nguyên để mở con Baron khi mà Aatrox bị bắt quan từ đầu, nhưng mà vì chậm quá, đưa ra quyết định bị trễ với cả bị thay đổi nhiều quá rồi, nó không 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 có kết quả tốt. May mà không chết ai cả, may mà pha này không có dướn, không chết ai cả là ngon rồi. Dướn mà chết được cái tình huống macro này nó không phải là kém nữa, nó đơn giản là kiểu nó không, mình như team mình thì mình cũng không phải là lúc nào cũng làm được như vậy. Cho nên là khi mà mình xem lại thì mình nói quá dễ rồi, mình nói quá dễ dàng rồi. Khi trong game có nhiều yếu tố xảy ra, mình không thể nào mà mình nói trước được, không thể nào mà mình dự đoán được. Nhưng mà tình huống đúng thì nó phải thế thôi chứ. Không phải là đội nào cũng làm được đúng. Chính xác, bắc pick nó là như vậy. Lý thuyết nó là như vậy. Nên là anh em, nhiều anh em và anh em nói là mày đã làm được chưa? Nhiều khi là mình chưa làm được đâu. Con rồng 4 rồi, là như vậy, tao chơi 5 năm thôi. Lý thuyết nó là như vậy. Thực hành thì không phải đội nào cũng làm được nha. Ai biết mapping nó là như thế nào cả, bởi vì chúng ta có thông tin rõ ràng quá. Trong từ game tuyển thủ nó sẽ khác đấy anh em. Còn pha này đúng là pha gọi là SGB Flaked đấy anh em này. SGB Flaked mở luôn thì vì chứ Hammer là không ngờ nó thành công ạ. Vì sao vậy? Cui 3 không trúng nhiều người, Gwen vào cùng lúc cho nên là Nautilus không thể nào mà counter, không thể nào mà R hết được. Và team bên kia chỉ biết chạy mà thôi, Galio R xuống bù thêm khống chế. Kai'Sa có một pha hóa thân thành người Việt Nam với pha tốc biến là vẫn bị kéo về. Tên của Kai'Sa là gì anh em, thấy cái tiếng Việt là gì? Tiếng Việt là gì? Cấp hộ chiếu chưa? Cấp hộ chiếu chưa? Thấy tôi xem trên Twitter cấp hộ chiếu rồi đấy. Cấp hộ chiếu cho AD rồi. Cướp dòng từ dân cốt, pha này BG không có trừng phạt. Tại BG không trừng phạt thôi, mất thì cũng tiếc thôi chứ không tiếc làm gì được. Ra Baron thôi anh em. Saigon Buffalo, but Jankos at least saves the soul going over. G2, they're going full defensive now. They've got a long con đi VN ở rank không chứng tỏ được nhiều. Vì bây giờ những vị tướng SKB cũng không sợ Nivea này lắm. Gwen và Aatrox đều có chiêu nước bắt tường. Nivea đang không có nhiều đất diễn ở game này. CA thì không sợ Nivea rồi, và support cũng vậy. Reta Glass cũng không có lý do gì để sợ Nivea cả, tại vì chiêu toàn tầm ao tầm ông ở đứng xa bắn, đứng xa dùng chiêu. Còn CA bây giờ mà nó phải tôi cứ tưởng là Hammett sẽ quỳ ba để tốc biến chứ, cũng không cần một pha tốc biến anh em ạ. Tại vì bên kia chúng ta có một người đồng hương là tên là gì ta? AD tên tiếng Việt dịch ra là gì nhở? Dùng tốc biến fail. Giữ lại con dòng đánh mà cũng chỉ đến thế thôi. Đầu game đã thua lên rồi. Vẫn có nhiều lợi thế cho SKB. Phát kiệt à? Phát kiệt. Phát kiệt à? Ở đây phát kiệt à? Ô phát này ra xem chủ động mở từ vị trí của G2 này. Thấy Gwen à? Thấy Gwen trong khu vực rừng. Tính 4 đánh 3. Cốt lao vào, không có R, thứ là không phải là pha chủ động mở, pha này chỉ là pha lao vào và lui về. Ủa không, không R anh em. Khó quá rồi. Tầm này dead chủ cũng khó, đầy lẻ cũng khó. Thua tiền thì làm gì cũng đúng cả, à làm gì cũng sai cả. Gwen, đấy anh em thấy không, hơn tiền, ao tiền, làm gì cũng đúng cả. Từ một pha mà đánh hạt thông, đổ thông lỗi sang ngẫu hứng thôi, có thành một pha mở giao tranh mỹ miều. Người giàu thích thật, giàu thích thật, người có tiền người ta làm gì cũng đúng, hơn có 7k tiền thôi làm gì cũng đúng.
endgame luôn. Nghèo như Khánh thì mở giao tranh thì mở đẹp thì cũng thành thua. Đánh thắng cũng thành thua. Khóc quá Khánh ơi. Tự nhiên thành một pha mở giao tranh lao vào giữa ba thằng Galio rờ xuống hất tung ba thằng. Thế là thẳng. Những người con xa xứ. Nói chung pha này thì nó đến từ cặp bot. Lệch bot nhiều anh em ạ. Cặp bot của G2 trận này hơi toàn. Nhưng mà phải khen cặp bot của SKB trận này hay quá. Hay. Sogataki là đánh hay. Cặp bot bên G2. Cộng với việc BJ có lợi thế từ rất sớm. Nên là Snowball được thế trận. Một đường trên thì nó không thể đủ làm vòng ngoài G2 đâu. Cặp bot SKB đánh hay ha. Thank you BA Style nhá. Thank you hai đứa. Ok, mình cũng đã làm xong cái video clip này rồi. Reaction lại một chút những phân tích của Levi thôi. Góc nhìn của Levi và một game thủ nó khác với góc nhìn của phân tích viên như mình lắm. Nó sẽ phân tích được những tình huống nó nhỏ, nó không thiên về phân tích tổng. Mà nó sẽ thiên về phân tích tình huống nhỏ, nó sẽ phân tích tâm lý tuyển thủ. Hay là nó phân tích là lý do vì sao pha đấy là như vậy. Hay là pha đấy nếu đúng thì nó phải như thế nào. Hoặc là nó sẽ côn ra làm sao cho nó hiệu quả tình huống đấy. Thì sắp tới vẫn còn những trận khác của MSI thì hy vọng là sẽ thêm được nhiều những giáo án của Levi để Văn Tùng có thể xem cũng như là hiểu hơn, giúp các bạn hiểu hơn về cái góc nhìn của một game thủ chuyên nghiệp trong một trận đấu như thế nào. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bạn vào các giáo án khác nhé. Bye bye.